Trên kênh YouTube của mình, video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn là tô màu những bức tranh, bức vẽ tô màu sao cho thật là đẹp. Và bây giờ chúng ta cũng bắt đầu nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nhé bạn. Xin chào tất cả các bạn đang xem trên kênh YouTube của mình.
Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn là tô mò những bức tranh, bức vẽ tô mò sao cho thật là đẹp. Và bây giờ chúng ta cũng bắt đầu nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô mò nha các bạn. Tô mò xong nha các bạn.